Kính chào quý vị và các bạn. Thị trường vật liệu xây dựng đang đứng trước những nguồn cầu lớn. Tổng cục dự trữ nhà nước sẽ chấm điểm uy tín các nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia. Chính quyền và doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng cung ứng Tết Nguyên đán Tân Sửu. Giá chung cư tại Hà Nội dự kiến tăng 4 đến 6% trong năm 2021. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Năm 2020, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến năng suất và sản lượng của ngành vật liệu xây dựng lao đao vì thiếu thị trường tiêu thụ. Những hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ghi nhận những kết quả khả quan. Dự báo năm 2021, ngành vật liệu xây dựng sẽ có những nguồn cầu lớn. Năm 2020, dù năng suất và sản lượng của ngành có giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng đa phần đều tăng trưởng dương, riêng xi măng không chỉ đạt được mục tiêu sản xuất trong nước mà tiếp tục xuất khẩu. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản năm 2021 có nhiều tín hiệu tích cực. Đầu tư bất động sản gia tăng, kéo theo việc sử dụng vật liệu xây dựng vào các công trình tăng lên. Bên cạnh đó, vấn đề khắc phục sự cố lũ lụt ở miền Trung và sạt lở ở miền núi trong năm 2020 cũng cần đến số lượng lớn vật liệu xây dựng các loại đáp ứng cho nhu cầu xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Dịch COVID-19 đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch khôi phục vận tải hành khách của các đơn vị vận tải đường sắt kể cả trong các đợt vận tải cao điểm như lễ Tết và dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục khó khăn. Trong năm 2020, số lượt hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30 đến 35% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt. Hiện dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu kết thúc, kéo theo sự khó khăn của ngành du lịch qua đường sắt. Bên cạnh đó, dự án 7.000 tỷ đồng sửa chữa hạ tầng đường sắt vẫn đang tập trung triển khai sẽ làm giảm 25 đến 30% năng lực chạy tàu thông qua. Sự cạnh tranh của các hãng hàng không về giá cũng tác động mạnh mẽ đến sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa bị sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là vận tải hành khách. Nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp trúng thầu gạo dự trữ quốc gia nhưng lại từ chối ký hợp đồng, sau đó để xuất khẩu với giá cao hơn, Tổng cục dự trữ nhà nước sẽ chấm điểm uy tín các nhà thầu áp dụng ngay từ năm 2021. Hiện nay, Tổng cục dự trữ nhà nước đã xây dựng bảng đánh giá uy tín các nhà thầu Nhóm 1 là những nhà thầu thực hiện đầy đủ, đúng các quy định. Nhóm 2 là những nhà thầu trúng thầu khi thương thảo ký hợp đồng nhưng không ký. Nhóm 3 là nhà thầu trúng thầu ký hợp đồng nhưng khi thực hiện hợp đồng lại không thực hiện đúng hoặc chất lượng giao hàng dự trữ không đảm bảo. Nhóm 4 là nhà thầu trúng thầu ký hợp đồng nhưng bỏ hoặc thực hiện dở dang. Doanh nghiệp thuộc nhóm 3 và nhóm 4 sẽ đưa lên hệ thống đấu thầu quốc gia và sẽ gặp bất lợi khi tham gia dự thầu trong thời gian sau. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 194 hỗ trợ Việt Nam Airlines vay vốn ưu đãi 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% trong thời hạn một năm để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng. Sau khi tổ chức tín dụng cho Việt Nam Airlines vay có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn, khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn, thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm nay. Do dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, việc chuẩn bị nguồn hàng cung ứng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang được chính quyền và doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, phân phối rất dồi dào. Lượng hàng chuẩn bị đã tăng từ 4,4% lên 17,3% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 12% đến 21,2% so với Tết canh tí 2020. Các hệ thống siêu thị cũng sẽ tăng cường lượng hàng cung ứng cho Tết gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, tăng công suất phục vụ và kéo dài thời gian hoạt động trong những ngày giáp Tết. Về công tác bán hàng lưu động, các doanh nghiệp bình ổn thị trường đã lên kế hoạch thực hiện 350 chuyến đến các khu vực ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp. Thị trường lợn hơi ghi nhận đà tăng trên cả nước. Hưng Yên, Hà Nội hiện vẫn dẫn đầu cả nước với mức giá 82.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 79.000 đến 82.000 đồng 1 kg, trong đó cao nhất tại Hà Nội và Hưng Yên. Tại miền Trung, Tây Nguyên, lợn hơi được thương lái mua trong khoảng 76 đến 80.000 đồng 1 kg, cao nhất tại tỉnh Quảng Ngãi. Tại thị trường miền Nam cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg, giao dịch trong khoảng 75.000 đến 80.000 đồng 1 kg. Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31 tháng 3 và sẽ thay thế bằng thẻ chip. Theo lộ trình, đến cuối năm 2021, có 100% thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại Việt Nam phải được chuyển đổi sang tiêu chuẩn thẻ chip. Hiện các ngân hàng đang đẩy nhanh quá trình chip hóa thẻ nội địa nhằm khắc phục tình trạng tội phạm thẻ đánh cắp dữ liệu để chế tạo thẻ giả nhằm rút trộm tiền. Đồng thời thúc đẩy thanh toán không tiền mặt bằng thẻ ATM các ngân hàng cũng cần bố trí nguồn nhân lực, kinh phí trong việc hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Theo CBRE, đơn vị môi giới và tư vấn đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới, nguồn chung cư chào bán mới tại Hà Nội và doanh số bán dự kiến sẽ cải thiện trong năm nay, giao động trong khoảng từ 24.000 đến 26.000 căn. Quý 4 2020, giá bán trên thị trường sơ cấp tại Hà Nội được ghi nhận trung bình ở mức 1.412 đô la Mỹ một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, tăng 3% theo năm. Năm 2021, thị trường nhà ở Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ tới các khu vực dân cư mới, các khu vực đã phát triển tiếp tục nâng cấp định vị của mình. Do vậy, các dự án bình dân được dự báo sẽ ngày càng dịch chuyển ra xa khỏi khu vực đường vành đai 3. Về giá bán, trung bình dự kiến sẽ tăng khoảng 4 đến 6% trong năm nay, thúc đẩy bởi sự mở bán của các dự án cao cấp tại các vị trí đắc địa. Thời điểm gần Tết Nguyên đán 2021, các ngân hàng vẫn đua nhau cắt giảm lãi suất cho vay mua nhà. Mức lãi suất cho vay mua nhà thấp nhất hiện nay thuộc về ngân hàng Phương Đông OCB với mức lãi vay chỉ từ 5,99% một năm, thời hạn vay 20 năm. Sau thời gian ưu đãi, mức lãi suất mua nhà sẽ được thả nổi với biên độ 3,5 đến 3,9%. Đứng thứ hai là ngân hàng Standard Chartered với mức lãi suất ưu đãi 6,49% một năm. Đứng thứ ba là ngân hàng Hong Leong Bank với mức lãi suất 6,75% một năm. Tiếp đến là các ngân hàng VP Bank, Maritime Bank, Shinhan Bank với mức lãi suất giao động từ 6,5% đến 6,99% một năm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nhịp sống kinh tế phát sóng lúc 17 giờ 50 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu trên truyền hình nhân dân với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.